em bé bán diêm rét dữ dội tuyết rơi trời đã tối hẳn đêm nay là đêm giao thừa giữa trời đông giá rét một em gái nhỏ đầu trần chân đi đất đang dò dẫm trong đêm tối lúc ra khỏi nhà em có đi giày vải nhưng giày vải thì có tác dụng gì kia chứ đôi giày ấy của mẹ em để lại rộng quá em đã liên tiếp làm văng mất cả hai chiếc khi chạy qua đường vào lúc hai chiếc xe ngựa đang phóng nước đại chiếc thứ nhất bị xe sông mã nghiến rồi dính theo tuyết vào bánh xe thế là mất hút còn chiếc thứ hai một thằng bé lượm được cười sằng sặc đem tung lên trời nó còn nói to với em bé rằng nó sẽ giữ chiếc giày để làm nôi cho con chó sau này thế là em phải đi đất chân em đỏ ửng lên rồi tím bầm lại vì rét chiếc tạp dề cũ kỹ của em đựng đầy diêm và tay em còn cầm thêm một bao em cố kiếm một nơi có nhiều người qua lại nhưng trời rét quá khách qua đường đều rảo bước rất nhanh chẳng ai đoái hoài đến lời chào hàng của em suốt ngày em chẳng bán được gì cả và chẳng ai bố thí cho em cái gì em bé đáng thương bụng đói rét vẫn lang thang trên đường bông tuyết bám đầy trên mái tóc dài, xỏa thành từng búp trên lưng em, em cũng không để ý. Cửa sổ mọi nhà đều sáng rực ánh đèn và trong phố sực mùi ngỗng quay. Chả là đêm giao thừa mà. Em tưởng nhớ lại năm xưa khi bà nội hiền hậu của em còn sống, em cũng được đón giao thừa ở nhà. Nhưng thần chết đã đến cướp bà em đi mất, gia sản tiêu tán và gia đình em đã phải rời xa ngôi nhà xinh xắn có dây trường xuân leo quanh nơi em đã sống những ngày đầm ấm để chui rút trong một xó tối tăm luôn luôn nghe những lời mắng nhiếc chửi rủa em ngồi nép trong một góc tường giữa hai ngôi nhà một cái xây lùi vào một chút em thu đôi chân vào người nhưng mỗi lúc em càng thấy rét buốt hơn tuy nhiên em không thể nào về nhà nếu không bán được ít bao diêm hay không ai bố thí cho một đồng xu nào đem về nhất định là cha em sẽ đánh em giả lại ở nhà cũng rét thế thôi cha con em ở trên gác sát mái nhà và mặc dù đã nhét vẽ rách vào các kẻ hở lớn trên vách gió vẫn thổi rít vào trong nhà lúc ấy đôi bàn tay em đã cứng đờ ra chà giá mà quẹt một que diêm lên mà sưởi cho đỡ rét một chút ha cuối cùng em đánh liều quẹt một que. Diêm bén lửa thật là nhạy, ngọn lửa lúc đầu xanh lam, dần dần biết đi, trắng ra, rực hồng lên quanh que gỗ, sáng chói trông đến vui mắt. Em hơ đôi tay trên que diêm sáng rực như than hồng. Chà, ánh sáng kỳ diệu làm sao? em tưởng chừng như đang ngồi trước một lò sưởi bằng sắt có những hình nổi bằng đồng bóng loáng trong lò lửa cháy trông đến vui mắt và tỏa ra hơi nóng dịu dàng thật là dễ chịu đôi tay em hơ trên ngọn lửa bên tay cầm diêm ngón tay cái nóng bỏng lên chà khi tuyết phủ kín mặt đất gió bất thổi dung dút mà được ngồi hàng giờ như thế trong đêm đông rét buốt trước một lò sưởi thì khoái biết bao em vừa duỗi chân ra sưởi thì lửa dục tắt lò sưởi biến mất em ngồi đó tay cầm que diêm đã tàn hẳn em bần thần cả người và chợt nghĩ rằng cha của em đã giao cho em đi bán diêm Đêm nay về nhà Thế nào cũng bị cha mắng Em quẹt que diêm thứ hai Diêm cháy và sáng rực lên Bức tường như biến thành một tấm rèm bằng vải màng Em nhìn thấu vào tận trong nhà Bàn ăn đã dọn Khăn bàn trải trắng tinh trên bàn bày toàn bát đĩa bằng sứ quý giá và có cả một con ngỗng quay. Nhưng điều kỳ diệu nhất là ngỗng ta nhảy ra khỏi dĩa và mang cả dao ăn cắm trên lưng tiến về phía em bé. Rồi que diêm dục tắt, trước mặt em chỉ còn là những bức tường dày đặc và lạnh lẽo. Thực tế đã thay cho mộng mị chẳng có bàn ăn thịnh soạn nào cả mà chỉ có phố xá vắng teo lạnh buốt tuyết phủ trắng xóa gió bất di vu và mấy người khách qua đường quần áo ấm áp vội vã đi đến những nơi hẹn hò hoàn toàn lãnh đạm với cảnh nghèo khổ của em bé bán diêm em quẹt que diêm thứ ba Bỗng em thấy hiện ra một cây thông Noel. Cây này lớn và trang trí lộng lẫy hơn cây mà em đã được thấy năm ngoái qua cửa kính một nhà buôn giàu có. Hàng ngàn ngọn nến sáng rực lấp lánh trên cành lá xanh tươi và rất nhiều bức tranh màu sắc rực rỡ như những bức bày trong các tủ hàng hiện ra trước mặt em bé. Em giới đôi tay về phía cây nhưng diêm tắt tất cả các ngọn nến bay lên mãi rồi biến thành những ngôi sao trên trời chắc hẳn có ai vừa chết em bé tự nhủ vì bà em người hiền hậu duy nhất đối với em đã chết từ lâu trước đây thường nói rằng khi có một ngôi sao đổi ngôi là có một linh hồn bay lên trời với thượng đế em quẹt một que diêm nữa vào tường một ánh sáng xanh ra xung quanh và em bé nhìn thấy rõ ràng bà em đang mỉm cười với em em bé reo lên bà ơi cho cháu đi theo bà với cháu biết rằng diêm tắc thì bà cũng biến mất như lò sưởi ngỗng quay và cây noel hồi nãy nhưng xin bà đừng bỏ cháu ở nơi này trước kia khi bà chưa về với thượng đế chí nhân bà cháu ta từng sung sướng biết bao dạo ấy bà đã nhủ cháu rằng nếu cháu ngoan ngoãn cháu sẽ được gặp lại bà mà bà ơi cháu van bà bà hãy xin với thượng đế cho cháu về với bà đi chắc người không nỡ từ chối đâu Quê diêm tắt phục và ảo ảnh rực sáng trên khuôn mặt em bé cũng biến mất thế là em quẹt tất cả những que diêm còn lại trong bao em muốn níu bà lại. Dìm nối nhau chiếu sáng như giữa ban ngày. Chưa bao giờ em thấy bà em to lớn và đẹp lão như thế này. Bà cụ cầm lấy tay em, rồi hai bà cháu bay dục lên cao, cao mãi, chẳng còn đói rét, đau buồn nào đe dọa họ nữa. Họ đã về chầu Thượng Đế sáng hôm sau tuyết vẫn phủ kín mặt đất nhưng mặt trời lên trong sáng chói chang trên bầu trời nhạt mọi người vui vẻ ra khỏi nhà trong buổi sáng lạnh lẽo ấy ở một xó tường người ta thấy một em gái có đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cười em đã chết gì rét trong đêm giao thừa. Ngày mùng một đầu năm hiện lên tử thi em bé ngồi giữa những bao diêm, trong đó có một bao đã hết nhẫn Mọi người bảo nhau, chắc nó muốn sưởi ấm. Nhưng chẳng ai biết những điều kỳ diệu em đã trông thấy, nhất là cảnh huy hoàng lúc hai bà cháu bay lên để đón lấy những niềm vui đầu năm